hồng năm tốt mày ơi. Kê hồng chứ năm tốt. Đang đi ăn gì? Đá hả? Cho nó dài đá rồi. Năm tốt lại không? Ai mày? Bây giờ gì cho mày? Đi đâu hả? Mát vừa mẹ vừa. Thiếu gì? Thiếu gì? Vô đây mày đá yếu vậy? Đá cho con. Rồi con mày, thắng người lên mày. Gồm nghe nó đá mạnh lắm á. Cái gì vậy mày? Thằng nhỏ luôn cho cố vô mày. Chưa đập đầu. Cái này là cái gì mày? Ném cái binh của cơ sở mai táng cái hòm chủ năm tố mày. Chứ nằm đâu? Nằm có gì đâu trời. Nằm trên đây nè thằng ông nậu. Nằm dưới đó lấy cái này ra làm gì? Dạ nằm dưới đây phải không? Chứ nằm đâu? Con sớm. Ngay cho mày. Nằm bên này nè mày. Vô căng tay nó ra, dục nó xuống. Vô mà nghe ngay cho mày. Đến tới 3 lần, dục luôn nha. 1, 2, 3. Mày nhiêu ký vậy? Trời ơi. Cao lắm, chừng 40 ký. 43 mày ơi. Trời ơi, 43 ký luôn. À, chị hỏi chị vậy ông nội? Ăn xôi mày ơi. Ăn xôi đi. Gì vậy cha? Ông nhiêu ký ông leo lên đó? Mày 43 hả? Ông gấp đôi mày đó. Gì mới bước qua có một cái mày thở dữ mày. Ổn không? Ổn mày ơi. Ổn ha. Rồi ổn thì nghe tao hỏi nè. Trước khi vĩnh biệt của chồng mày có lời gì chăn trối mà còn ở đây không mày? Có mày ơi. Trước khi đã vĩnh biệt có chồng để đi đò đến cứu. Đâu mày coi dùm chồng này có ai không cần ủng hộ một quấy đẹp trai tao năm 3.000 lẻ không mày? Ê, nó nói gì kìa? Nó mới nói gì kìa? Mày nói gì? Đâu mày coi dùm chồng ở đây có ai không cần ủng hộ đẹp trai tao năm 3.000 lẻ không mày? Ê à. Năm hố à. Có hay không là tùy lòng hổ tâm của bà con nha mày. Đừng quýnh hết nói chuyện rồi sao mà nói. Mày lên nè. Còn cái thở mai tán cái hòm năm tốt đâu mày. Mày bớ gì vậy? Mày nhỏ mày nói chuyện kêu kỳ mày. Trước khi chết điểm cơ sở mai tán cái hòm chú năm tốt như vậy. Mày nói với ổng á. Trước khi là vĩnh biệt ở chồng á. Cho tao cái hòm đẹp đẹp cái chén trong nhà tao mới chịu nha. Mũi xứ mà xin hòm đẹp chứ vậy mày. Cỡ mày thì cơ sở mai tán cái hòm chú năm tốt. Cho mày có một mũ đâu mày. Trời, nghĩ sao cho ra cái một mẫu đây về cái tiền gian. Cái gã cho ít nhất gì cũng phải cái ba quai chứ mày. Chết, còn đầu hỏi nữa. Vô đắp ra đi. Thằng nhỏ luôn á. Khoan mày ơi. Không cho mày gì kìa. Chưa lạnh đâu, sáng sớm được chứ. Này mới lạnh nè. Những tắm luôn hay những cha. Rồi sao? Mát này. Không còn hơn mới lạnh á. Nội cũng xế chế trên được không? Gì vậy? Gì nữa? Trời trời. Coi sáng sáng xét lấy tấm gì mà hồi nước mắm gần chết vậy đó. Ai sáng 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 sáng. Mày. Trả mày đi. Có con tắm một hồi mày ơi, gán kêu đựng đi. Mày trả về mày nhét đi. Rồi mày ơi. Tắm này còn khó hơn nãy mày ơi. Thôi mày nhiều chuyện quá. Tắm khảm để ăn mấy ngày nay, gạch đâu chất lên.
không có gặp kia. Mày chậu đâu đó vậy mày? Trời ơi, để nhẹ nhẹ mày còn mày già. Chà, chà, mày nhúng, nhúng lỡ mày ơi. Mày kiếm bà già vợ mày hả? Anh ở đây để lại cho thằng Hoàng. Ờ, lấy xuống lại, cũng có bà già. Trời, tội nghiệp nhỏ được không ạ? Dạ. Ủa, tôi giới thiệu là kim tướng mà. Ngay đó, ngay đó. Ngay rồi. Mày đạp mày, mày mày con mắt mày giỡn đâu vậy? Đó giờ có ngon nhất là nhục nhung nhung không? Mày nói gì anh Hoàng? Mày nói gì? Nhất là nhục nhung 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 mô á. Mày đi ra ngoài đi mày ơi. Lé mà nó còn đớt. Ai đâu ấy. Mới chuẩn bị hả ông nội? Mặt mày thế lẹ đây là cái gì vậy? Ba ba. Tỏ người đi ba. Đúng rồi. 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 Êm lắm, hư luôn. Chữa bi một. Mày chân cái gì hoài vậy mày? Mày đứng im chỗ đạp cái. Giật 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 sao?